làm nào để gia tăng được 20% giá bán của bất động sản của bạn ngay lập tức với bất động sản nội đô. Thì việc này có thể bạn nghĩ là nó sẽ rất là khó trong cái thời kỳ trầm lắng như bất động sản hiện nay. Thế nhưng mà với bên mình thì khi mua bất động sản thì bên mình sẽ biến con ngỗng đực trở thành con ngỗng cái ngay lập tức, không bao giờ để bất động sản đi, mà sẽ là thiết kế, thi công và tận dụng tối đa những cái công năng nội thất vào một bất động sản để biến bất động sản đó có dòng tiền cao nhất. Từ đó là cái dòng tiền cho thuê sẽ có, và khi dòng tiền cho thuê có nhờ cái nội thất công năng, nhờ các cái thiết bị, nhờ những cái yếu tố gọi là tiện ích của bất động sản cho thuê đó mang lại, nó mang lại dòng tiền, thì ngay lập tức là sẽ gia tăng được 20% giá trị của đất, cũng như là trên cái giá vốn mình bỏ ra để xây dựng, sửa chữa hay nâng cấp cái bất động sản.